kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt cho đến nay ấy, thì dường như là Nga quá bận rộn với các cái công việc nội bộ, với cái khu vực châu Âu, mà đã bỏ quên đi mất những cái khu vực có tính chất địa chiến lược rất là quan trọng như là châu Phi. Và có thể đây coi là một cái sự quay trở lại rất là hoàn hảo của Nga. Bởi vì người ta vẫn hỏi câu hỏi Nga ở đâu? Sao chỉ có thấy Mỹ, thấy Trung Quốc và thấy Liên minh châu Âu cũng như là các cái cường quốc khác ở châu Phi mà không có Nga? Thì bây giờ tôi nghĩ rằng đây sự trở lại có thể nói rất là đúng lúc, rất là kịp thời. Nó đáp ứng được cái nguyện vọng của các nước châu Phi muốn có một cái sự cân bằng địa chiến lược, cũng như là nó đánh dấu là cái sự trở lại, cái sự tự tin cũng như là sức mạnh của Nga trên trường quốc tế. Vâng, có thể nói những gì mà nước Nga mang đến cho châu Phi trong cái hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên này khá là hấp dẫn, từ vũ khí, năng lượng cho đến những cái thỏa thuận về thương mại. Theo ông thì mục đích cuối cùng của Moscow trong những cái thỏa thuận này là gì ạ? Chà, mục đích cuối cùng đúng, nếu như chúng ta